Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, cùng bạn bè Hà Nam Châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là một mớ hàng bãi, còn nhiều nữa cơ, nhưng mà nay đi là có mười mấy triệu thôi nên ôm hết đống này. Đấy. Trước mặt các bác đây là cục đẩy B3 Penta 3 với mã sản phẩm là AU. Đấy. Thì cái này là có các đời như là đời thấp, đời cao thì em nhớ em chưa tìm hiểu. Thì đây em về được là một chiếc AU 600 và bốn chiếc còn lại là AU 1330. Đấy là mã của sản phẩm nhé. Còn công suất thì đằng sau con đáy nào cũng có thôi. Đấy, về trong cái tình trạng là bãi bụi nguyên zin này. Đấy, nhiều con còn bị xước này. Xước này thì em sẽ lấy mây trà đánh trà qua cái xước xước này đi. Xong là cái này cần thì tiếc, cần thì là bóc ra, lấy máy kho nhiệt bóc ra. Đấy, sơn cho đẹp vào xong bắt đầu lại dán lại như cũ. Đấy. Còn nhiều con là nó bị xước nhiều quá nên anh em bên Trung Quốc là đã sẵn sơn sẵn hết rồi. Cái này thì em về em sẽ cào đi. Đấy, cho nó ra cái vết trước cũ, đúng không ạ? Đấy, về trong tình trạng nó bãi nguyên zin này nhá. Thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm, hàng em lấy thì em lấy hàng tuyển chọn. Tuyển chọn đây có nghĩa là tuyển chọn nó phải sống, không cần đẹp. Sống không cần đẹp, bởi vì càng xấu thì càng giá rẻ nên là bán cho các bác mất công vệ sinh thôi. Đấy. Thì đây là mã sản phẩm của con AU1330 này. 660W 8 ohm. 4 ohm là 1000W. Và 2000W ở tải 8 ohm bắc cầu, tức là đánh hai cọc dương, đánh dồn kênh này. Roi này, đấy, xeo này. Đấy, còn có NF grid này, tức là cắt tần số siêu trầm này. Đó, điện thoại, ố cái điện thoại. NF grid 5Hz, 25Hz và 50Hz. Đấy. Clip limit, tức là clip là báo chế độ đánh hết tải công suất thì nó sẽ báo limit ở đây. Room tức là tiếp đất này. Đấy. Và cái con 600 thì bây giờ em sẽ quay ra đằng sau cái con 600 này nha các bác nhé. Đây là cái mặt sau con 600 AU600 330W 8 ohm, 500W 4 ohm, 1000W 8 ohm. Đấy. Và cái hàng chính hãng của B3 các bác nhìn này, NDR Audio Manufactory, chính là cái trang chủ của B3. Đấy, mã series này AU6, con này AU660. Đấy, chứ không phải là AU600, con này là AU660. Con này là AU1330. Đấy. Thì về là tình trạng nó như thế này, vẫn chưa làm gì, vừa dỡ từ trên xe xuống. Nên là các bác nào săn đón thì tìm mua thì liên hệ trực tiếp nha. Đấy, và không linh tinh lên thêm nữa. Bây giờ em sẽ mở máy ra và bắt đầu báo giá cho các bác cùng xem nhé. Đây, xe đây, các bác nào thích số má thì đây, biển 89A01008 đây. Đây, các bác thích hỏi biển số thì đây, biển số đây. Đấy, các bác giờ văn chương quá, hỏi biển số của em đâu, kinh quá chứ nhỉ. Đấy, tình trạng là nguyên bụi này nhá. Thì các bác nào đấy thì em sẽ mất công vệ sinh tí thôi, lấy công làm nãi. Chứ còn nếu mà để hàng tuyển chọn, tức là đẹp long lanh thì giá của nó rất là cao, đắt hơn 300-400 nghìn một con, đẩy là chuyện bình thường, ăn nhau mỗi cái tình trạng đẹp không thôi. Thì đây là video về hàng, bao hàng về nha. Sau đó là clip em sẽ vệ sinh thì không quay đâu, vệ sinh chi tiết con đẩy này, sau đó là các bác nào lấy thì em sẽ đóng hàng gửi đi, nhưng vẫn phải quay video. Đấy. Về mất công một ngày hai ngày vệ sinh nó thật đẹp thôi. Đấy, sau đó là lại tiếp tục quay và lên sóng cho các bác. Đấy, nhiều con là nó về nó còn bị gãy cái miếng nhựa đây này. Gãy này thì mình phải chịu thôi, không làm như nào được. Đó. Penta 3 B3 AU series B3 Pro design này. Đấy. Thương hiệu đến từ Đức, sản xuất gia công lắp ráp hoàn toàn ở Trung Quốc. Ông nào mà nói loa bãi Đức hay là đẩy Đức thì tùy nhá. Đấy. Đây rồi, đã mở ra các bác nhá. Tình trạng là còn tương đối đẹp. Tương đối đẹp. B3. Đấy. Các bác nhìn là biết rồi. Thằng này anh em bán trên thị trường nhiều lắm. Thì em cũng nói luôn này, nếu như em có đủ sức em ôm hết cả nô B3 cái dòng series AU này nhá. Thì đảm bảo với các bác là giá tốt, nhưng mà không đủ điều kiện để ôm, bởi vì đang bị tồn động một số các khoản chi phí nên là cũng không đủ điều kiện mà ôm một phát ôm hết luôn. Thì về sau này em quay vậy, mua được rẻ bán rẻ thôi, không vấn đề gì cả.
anh em nếu mà có khiếu kiện về bán phá giá cũng hết sức thông cảm, bởi vì mua được rẻ là bán rẻ thôi, và mua xấu thì phải mất công vệ sinh đấy, lấy công làm lãi là chủ yếu, đúng không ạ? Bây giờ trên thị trường những sản phẩm như cục đẩy B3 này anh em bán trên thị trường rất nhiều, các bác cũng biết rồi. Thì đầu tiên em giới thiệu con bác các bác là cái con đẩy AU1330. Con này em đang bán với mức giá vệ sinh đẹp đẽ cho các bác. Nhưng mà thôi, vệ sinh thì nói vệ sinh thì có phải lần sau mới vệ sinh được, đúng không ạ? Thì bây giờ cứ báo giá cho các bác đã nha. Con này giá thị trường nó dao động từ 3,4 triệu đến 3,7 triệu, tùy vào tình trạng đẹp hoặc xấu cái con AU1330 này. Đấy. Và em cũng nói luôn này, tất cả đẩy về nấy là phải bao sống, chứ không phải là lấy về chết xong là sửa chữa này nọ thì em không ưa, không thích và không muốn bán kiểu ấy, bán kiểu ấy mang tiếng chết. Đấy, và tiếp theo là con đẩy AU660. Con này giá thị trường là từ 2,9 triệu đến vào 3,2 triệu. Đấy, 2,9 triệu đến 3,2 triệu tùy tình trạng đẹp xấu. Như con này thì xấu này thì em bán cho các bác là 2,8 triệu, được chưa? Xấu, mặt xấu này là 2,8 triệu. Tình trạng đẹp xấu nó quyết định cái giá thành của nó. Như các bác biết rồi, nó cũng vậy, càng đẹp càng đắt, càng xấu càng rẻ, nhưng cam kết dịn là được, đúng không ạ? Đây, lấy cái phần ốp nguồn này. Đấy, đây các bác xem này, tấm ốp nguồn luôn luôn đầy đủ. Nhiều con đẩy về anh em mất cái miếng ốp nguồn này. Ốp nguồn này cũng chả quan trọng lắm đâu, nhưng mà trong một số trường hợp mà các bác vận chuyển ý, nó mà bị xước dây đây mà nó chạm vỏ ấy, là có chuyện. Đấy, em chỉ nói thế thôi. Đấy, tất cả ốp nguồn còn zin nhá, zin hết từ đầu đuôi, lấy là bao sống. Đấy, em lấy là em bao sống, em lấy chọn là chọn sống, tuyển chọn là tuyển chọn sống bằng nguyên zin. Xấu cũng được, xấu về thì bán rẻ, lấy đắt về thì bán đắt thôi. Đấy, nên như con này được, các bác xem này, máy sử dụng đây, nguồn là vào 17, con này là nguồn là vào 19, à con này là vào 16 17, con này thì tầm vào 18 năm đến 19. Đấy, đây đi ốt nguồn này, máy class H nhá, new class H, đi ốt nguồn này, đi ốt nguồn này, và những con cầu trì 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tụ nguồn, tụ nùn. Con AU660 này tụ nùn là 50V 10.000 mi. Còn những cái loại con AU1300 này, 1330 này thì để em xem là 63V 10.000 mi, nó hơn nhau dung lượng tụ với điện áp. Biến áp con nguồn này thì nó bé hơn cái con 1300. Và công suất thì các bác xem đằng sau rồi, đúng không ạ? Máy con này thì nó chỉ đến đây thôi, đến đây thôi. Còn như máy con này thì nó kín này, nó còn cách đây một tí này. Cái này thì nguyên đai nguyên kiện nguyên zin nhá, em cũng không muốn xé cái tấm ốp này ra làm gì đâu. Tháo thì nó phải có kiểu tháo ốc ở dưới gầm tháo lên, thì tí em sẽ quay cho các bác xem. Đấy, thì các bác nào thích quần đẩy nào đánh dấu vào, mà thôi mà đánh dấu đâu. Đấy, em chụp ảnh chung một loạt, các bác thích quần nào thì các bác gửi hình ảnh. Thì đây em đọc luôn số series nha, các bác nào chốt thì chốt số series này, 4 số cuối của series nó nhé. Con này là 120039, tại đọc số cuối thôi. Con này là 120030. Đấy. Con này là 120022. Đấy. Con này hơi khó đọc tí. Và con này là 530024, và cái con 600 kia thì có một con thôi nhé. Con 600 kia thì có một con thôi. Bốn con 1330 và một con 660. Để các bác thích con nào thì liên hệ trực tiếp. Thì bây giờ cũng gần tối đến nơi rồi, thì em cũng tranh thủ vệ sinh tí thôi. Cắm máy hơi vào, tháo cái mặt lưới này ra này. Đấy, vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Lấy hàng là bao sống, chứ không lấy hàng hỏng về sửa đâu. Lấy hàng hỏng về sửa thì em có rất nhiều, nhưng mà không bán, bán bằng tiếng lắm. Hàng chính hãng nhé, ông nào mà kêu là hàng của ba vẫn, các bác xem lại. Đây, quay lại cho các bác xem cái mặt trước này, cái mặt sau của nó rất đẹp. AU1330, con này số má còn tương đối đầy đủ, rất là đẹp. Đấy, con thứ hai này, đấy, số má tương đối đẹp. Mỗi cái mặt này nó hơi báo mụn bẩn, cái này thì móng tay cào nó sẽ bẩn này, hay là lấy cái gì kiểu như bàn chải gì đấy đánh đi nó sẽ sạch đẹp, không vấn đề gì cả. Đấy, con này còn chữ nghĩa còn rất là đẹp, hơi sức một tí này. Đấy,
Đây còn tiếp theo đây nữa, con này nó hơi bị xước một tí ở đây, cái này nó hơi bị bẩn tí, cái này thừa sức em làm được. Đấy, về vệ sinh nó đơn giản. Còn như con AU660 này thì chữ nghĩa như này, bán rẻ cho các bác là 2,8 triệu nhé, bao ship tặng dây giáp phụ kiện. Như 4 con AU1330 này thì em bán cho các bác là 3,4 triệu, tặng dây giáp phụ kiện đầy đủ, bao ship luôn, đọc giá là bao ship luôn nhé. Các bác nào cũng quan tâm đến gia phả nhà B3 này thì hệ trực tiếp thôi. Đấy, ok, xin kính chào tất cả các bác, hẹn các bác trong clip lần sau, có gì tiếp tục sẽ giới thiệu với các bác. Các bác nhìn cái dây noa, dây ra noa nó to đùng này cơ mà. Đấy, thấy chưa, dây ra noa, cầu ra noa này rất là xịn luôn. Đấy, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đây, cả phần nắp nữa, thì nắp này thì em sẽ làm vệ sinh tương đối đẹp để cho là tất cả đàn này gần như con nào cũng như con nào. Đấy, quên không biết cái cân sang đây để cân thử nhỉ. Ok, nó chỉ có mười mấy cân một con thôi. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Bây giờ cũng gần tối rồi, em đóng gói về vệ sinh đây. Vệ sinh sạch đẹp xong bắt đầu là khi nào vệ sinh xong thì em sẽ test thử chất âm của dòng B3 này. Xin kính mời các bác cùng săn đón và tìm mua. Đấy, giá đọc rồi, giới thiệu rồi. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào và hẹn các bác trong clip test thử cục đẩy này làm xong.